Xin chào quý khách. Nam Phương Auto vừa hoàn thành việc lắp đặt một bộ gập gương lên xuống kính, điều khiển lên xuống kính tự động. Một 100% cắm jack zin. Mình thực hiện thao tác xuống kính này. Mở, khóa, mở. Khi thao tác xuống kính mở, khóa mở thì hai kính trước xuống trước, hai kính sau xuống sau. Trường hợp mình điều khiển xuống kính thì mình sẽ bấm khóa hai lần thì gương sẽ tự động, kính sẽ tự động lên. 1 2 gương cụp vào và kính đi lên. Các bạn thấy chưa, kính đi lên. Giờ tôi thực hiện thao tác để kiểm tra độ chống kẹt của xe, chống kẹt của kính. Tôi bấm khóa này vào xe. Tôi để máy nổ. Máy nổ. Ok, giờ tôi cho xuống kính. Một chạm. Một chạm. Một chạm. Hồi chạm cả bốn kính. Tôi cho kính lên. Chống kẹt. Khi kính nhăng lên, tôi cho dừng chế độ chống kẹt. Cửa sau cũng vậy. Cửa sau một chạm lên. Chống kẹt. Một chạm lên. Một chạm xuống. Rất tiện lợi. Tất cả các cửa đều có chức năng chống kẹt.